I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. Xin chào chị và các bạn ha. Thì hôm bữa giờ cũng quay xe cũ nhiều rồi. Hôm nay Chiều đang có mặt tại triển lãm ô tô 2022 tại quận 7 nè. Hôm nay Chiều sẽ đi vào trong đó quay những chiếc xe mới và chiếc xe đến từ tương lai đó cho anh chị và các bạn cùng xem qua nha anh chị nha. Rồi thôi bây giờ anh chị và các bạn theo chân Chiều đi vào trong xem coi có chiếc xe nào chị các bạn yêu thích không nha. Rồi bây giờ Chiều đã bước vào triển lãm mô tô show rồi nha anh chị nha. Đó, vừa bước vô là thấy là một cái không gian tuyệt vời luôn. Xe nè, chiếc xe đầu tiên một chiếc Luxury cực kỳ đẹp luôn anh chị ạ. À, đầu tiên một chiếc Luxury cực kỳ đẹp luôn. Con Luxury quá đẹp. NX350 dẫn động 4 bánh nè, AWD nè. Luxury NX350 ha. Nay Chiều sẽ vào trong đây cho anh chị ngắm những chiếc xe trong này ha. Xe rất là đẹp luôn. Có Outlander nữa nè anh chị, Outlander và Xpander nữa nè. Sẵn Chiều sẽ quay những chiếc xe ở đây rồi cho anh chị xem cái giá bán của những chiếc xe ở đây luôn nha anh chị nha. Cho anh chị xem được những cái giá bán ở đây luôn. Giá của một con Outlander 2.0 Rmium nè anh chị, 950 triệu. Giá này là chưa có lăn bánh đó nha anh chị nha. Chưa có lăn bánh đó. Chưa lăn bánh là 950 triệu rồi. Chị sẽ đi vào trong cái nội thất cho anh chị xem được cái nội thất của 2022 nó như thế nào ha. Nội thất 2022 này ghế nó bọc lại kiểu 3D anh chị, đẹp ha. Nó làm lại kiểu 3D ha. Rất đẹp luôn. Cũng có ga tự động và có khởi động nước bấm y chang nha. Cũng thắng tay điện tử tự động giữ thắng luôn, có làm mát ghế y chang như cái bản 2019 luôn anh chị. Cái màn hình thấy cũng gần giống luôn nè. Như nó to hơn chút xíu thôi à. Nó to hơn cái 2019 thôi. Chiếc 2019 bữa giờ chị quay cho anh chị á. Thì chiếc này 2022 nè. Sang tiện anh chị nhắm nhìn nó qua luôn bản 2022 luôn. Và có cô người mẫu nhìn rất đẹp luôn nè. Maserati Sport đây nè anh chị. Pajero Sport đây nè, 2022 luôn. Đèn chiếu xa chiếu gần, led ban ngày luôn. Chiếc này thì để coi cái giá bán nó bao nhiêu nha. Giá bán nè anh chị, 1 tỷ 365. 1 tỷ 365. Rất là đẹp ha. Anh chị các bạn nào là đang muốn quan tâm những dòng xe thì nhớ theo dõi hết cái clip này của Chiều nha. Chị sẽ đi hết cái showroom ở đây luôn để cho anh chị và các bạn ngắm nhìn qua một cái mô tô show lớn nha. Rất là đẹp ha anh chị ha, rất là đẹp luôn. Nội thất của xe nè. Đó. Rất là đẹp. Một chiếc xe đến từ tương lai ha.
có vô được mà. Rất là đẹp. Nói chung là tuy là không có tiền mua xe thiệt, nhưng mà ngắm nhìn mấy chiếc xe này thôi là cũng mê anh chị ha. Tuy là không có tiền mua xe thiệt đó, nhưng mà ngắm nhìn cái xe này thôi là đã thấy mê rồi. Xe rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Cái con xe này mà đi ra đường là chắc ai cũng phải ngoái nhìn ha chị ha. Ai cũng phải ngoái nhìn. Rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ chia sẻ đi qua những gian hàng khác nha. Xin. Thêm một em người mẫu đứng kế bên thì lấp lánh khung hình luôn. Giá xe này là 900 triệu nè anh chị. 900. Bản này là bản hai cầu nè. Bản hai cầu. Rồi, bây giờ đi qua gian hàng Subaru anh chị nha. Ô, chiếc xe này nhìn rất là nhỏ anh chị. Kiểu dáng xe này nhìn nhỏ lắm. Và đẹp ha. Rất là đẹp. Để coi chiếc này giá bán bao nhiêu nha anh chị nha. Chiếc này giá bán bao nhiêu? 2 tỷ. 2 tỷ là chưa có lăn bánh đó nha anh chị nha. 2 tỷ là chưa có lăn bánh đó. Đẹp ha, nhìn nó nhỏ lắm. Ở ngoài nhìn cái xe nó nhỏ xíu à. Quá đẹp. Mức tiêu hao nè. Subaru. Để coi xe này là bao nhiêu tiền. Xe này cũng 2 tỷ luôn. Ồ, như chiếc xe Subaru giá cao hay vậy ha. Toàn là 2 tỷ không à. Forester nè, y chang nhau nè. Để qua coi chiếc này bao nhiêu tiền. Chiếc này là 1 tỷ 2. 1 tỷ 2. Forester 2.0 luôn. Có thắng tay điện tử luôn nè, tự động giữ thắng luôn, đầy đủ. Có như là xe này là có hai chế độ lái nè. Đó. Xe này chắc cũng hai cầu ạ. Hai cầu. Audi Q5. Xe này xe điện nè. Và nhìn em người mẫu đứng ngay xe là thấy mê rồi hả chị ha. Cái xe này là xe điện nè. Đèn nè. Chiếc này là xe điện luôn á anh chị. Xe này là xe điện luôn á. Đây, hôm nay chiều sẽ cho anh chị ngắm nhìn cái nội thất của chiếc e-tron này nha. Đây. Đẹp ha anh chị ha. Rất là đẹp luôn. Cái màn hình của nó nè. Phẳng lì luôn á anh chị. Nó phẳng là từ ở đây nè.
từ đây qua tới bên đây luôn, phẳng luôn, nhìn rất là hiện đại luôn, rất là hiện đại. Audi A8 L rất đẹp, em người mẫu nhìn cũng đẹp nữa. Xe này nhập từ Mỹ luôn nha anh chị nha, nhập từ Mỹ luôn nè. Đây nội thất của xe thì nhìn rất là đơn giản, rất là đơn giản luôn. Xe này nhìn ngộ hay cửa nhìn ngộ vậy ha. Này là chạy xe ra đường là đúng mát luôn, không cần mở máy lạnh luôn. Electric này đến từ tương lai. Toyota BZ4X rất là đẹp, rất là đẹp. BZ4X đến từ tương lai. Electric rất đẹp. Đây là cái khói pin nè anh chị, đây là khói pin nè. Mercedes-Benz Việt Nam đã làm mạnh mẽ cho tất cả quý vị. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng bước vào bên trong không gian của Mercedes-Benz.
Honda Civic RS. Đèn, đèn mới nè chị, đèn mới nè. Đèn full LED. Đèn mới, đèn gạn mới luôn. Giá bán là 975. 975 cho bản RS đỏ cá tính. Đây, 975. Camera 360 luôn. Cái nội thất của Honda Civic này. Bên đây có một chiếc xe rất là đẹp nè, HRV nè, HRV 2022 chị. Đẹp. Turbo luôn rồi, con này giờ lên turbo luôn rồi nè. 2022 lên turbo luôn. Đèn ngoài sau cũng đẹp nè. Đèn ngoài sau thiết kế lại nhìn đẹp. Để xem con này có cấp điện không nha. À cũng là cấp thường anh chị à. Cấp thường không phải cấp điện. HRV 2022 cũng là cấp thường thôi, nhưng mà nó có turbo rồi. Xe này thì cũng là 5 chỗ ngồi thôi, 5 chỗ ngồi thôi chứ không cũng phải là 7 nữa. Nội thất thì có hỗ trợ đổ dốc nè, thắng tay điện tử tự động dưới thắng đầy đủ ha. Màn hình nè, nhưng màn hình mới nè. Cái này cũng rộng hơn á, nó rộng hơn cái con HRV 2020, rộng hơn, nội thất nhìn rộng hơn. Cân bằng điện tử đầy đủ. Và đây là phía trước của xe này nè. Phía trước của xe HRV đây. HRV RS là gì? HRV RS này. RS. RS này không biết có cúp điện không biết. Cũng là cúp thường là gì? RS nhưng mà nó vẫn là cúp thường thôi, nhưng mà nó có cam 360 này. Có cam 360 này. Đó, có cam nè. Có để coi cái bộ mâm của hàng RS này nó như thế nào ha. Mâm này là mâm mâm này là mâm 18 nè. Mâm 18 này coi bản thường của nó là mâm bao nhiêu ha. Bản thường là mâm 17. Bản thường là mâm 17. Đó, khác nhau cái bộ mâm nữa. CRV nè anh chị. CRV nè thấy cũng vậy à, không có thay đổi gì cả. Không thay đổi. CRV này chắc không có thiết kế mới. Cũng vậy y chang à. Y chang à, không có thay đổi gì hết. Ô cái con Accord này đẹp nè chị. Accord này đẹp nè. Rất đẹp luôn. Accord nhìn rất đẹp. Quá đẹp. Đây chiều sẽ vào trong nội thất cho anh chị xem cái nội thất nha. Civic Thai A. Đây. Coi động cơ nhìn rất là hầm hố anh chị ạ. Rất là xịn sò luôn, rất là xịn sò. Bộ mâm mà nhìn cũng đẹp nữa nè. Để vào trong nội thất nha. Cái da nhìn rất là đẹp luôn. Mà nó chân của nó là không có cửa sổ trời. Số sàn hay gì. Đây là số sàn.
CB650. Rất là đẹp. Những chiếc xe này không hề rẻ đâu nha chị nha. Chiếc xe mô tô này không hề rẻ đâu. Có cái giá bán ở đây nè. Giá 180 triệu. Gian hàng của Mạc rất là đông. Mạc người ta coi rất là đông luôn anh chị. Rất là đông, cực kỳ đông luôn. Đông hơn những gian hàng khác luôn anh chị. Đông hơn những gian hàng khác luôn á, rất là đông luôn. Rất là đông. Những gian hàng khác thì có rất là ít khách hàng mà Mạc rất là đông. Maybach đây. Coi rất là đông. Coi rất là đông. Chúng ta nhắc đến một thương hiệu vẫn giữ nguyên toàn bộ những giá trị về sự bảo vệ, sự văn minh và nghĩa cử với cộng đồng. Thưa quý vị, chúng tôi gọi đó là Volvo. Xin được chào đón quý vị đang có mặt trong show diễn đặc biệt của Volvo trong Việt Nam Motor Show 2020. Chúng ta nhắc về một chiếc xe bảo vệ tính mạng của người bên trong xe và tất cả con người, động vật và không gian tư quả. Ở đây là hết rồi, chiều đi nãy giờ là hết cái triển lãm cho anh chị rồi. Bây giờ đi qua bên phụ tùng anh chị ạ. Đây là bên phụ tùng nè. Đây là đi qua phụ tùng. Đây, qua đây coi có cái gì chị cần mua không nha. Ở đây là chắc khu đổ đồ chơi anh chị. Tới bên này là khu đổ nè, đổ xe. Khu này là khu đậu xe nè. Đó. Đầu tiên là thấy chiếc DK này là thấy là thấy có vẻ như là đó rất là dữ dằn rồi. Đây là dán DK này chị, dán DK nè. Đây, qua chiếc DK này nè. DK này mới xịn nè. Có khách hàng người ta đang ngồi trải nghiệm nè chị.
này là kiểu như phụ nano gì à, không dạy nano á. Bên này công nghệ phủ nano, nano mới, Windows Film. Có bán những cái ốp dán cho điện thoại luôn nè, miếng dán cho điện thoại. Rất là chắc luôn. Đi kiếm khu nào đổ xe quay cho anh chị xem nha. Nhưng những cái này thì nó đơn giản quá. Đây có lái thử gì luôn nè. Cái này là một cái liều để gắn lên xe nè chị, gắn vô xe luôn á, để mình đi chẳng hạn như chuyến đi phượt thì nó có những cái liều này gắn xe bán tải này nè, đó gắn như xe bán tải vậy đó, dành cho những anh chị nào mà thích đi phượt ha, đi phượt này nọ, mua mấy cái liều để gắn xe bán tải đi chơi du lịch xa này nọ được. Đây nè, nó kiểu như vậy nè anh chị, nó kiểu vậy nè. Đó. Nè, có một cái liều này. Đó. Dành cho những anh chị nào mà thích đi phượt ha. Cái này chắc kiểu máy phát điện nè anh chị. Máy phát nè. Có một chiếc du thuyền này nè anh chị, chiếc du thuyền này nè, trời nhìn cái động cơ nhìn khiếp thiệt anh chị à, nhìn cái động cơ đây nè, đây nhìn cái động cơ nhìn khiếp thiệt, quá dữ dằn. Đây nhìn cái động cơ nè, rất là kinh khủng, cái chiếc du thuyền. Đây là một chiếc du thuyền. Kinh công làm từ những phụ tùng xe nè anh chị, kinh công làm từ những phụ tùng xe nè. Rất là hay anh chị ha, rất là hay luôn.
Rồi Triều cũng cảm ơn anh chị các bạn nãy giờ cũng đã xem clip của Triều ha. Đó, thì anh chị và các bạn nào có góp ý bình luận gì thì cứ bình luận vào dưới video giúp Triều nha. Bình luận góp ý gì thoải mái nha. Đó. Anh chị nào lần đầu vào kênh của Triều thì nhớ bấm đăng ký kênh ha để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo anh chị nha. Rồi bây giờ Triều cũng xin chào anh chị nha và hẹn gặp lại anh chị ở những video clip tiếp theo anh chị nha.